What the fuck? Hi, chào mọi người, rạp cũng đã mở rồi. Tuần này mình ra rạp xem lại Shang-Chi. Nếu mọi người chưa xem thì mọi người nên ra rạp xem ở ngoài rạp. Trải nghiệm về hình ảnh, trải nghiệm về cảm xúc nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều, mượt mà hơn và đã hơn xem ở nhà. Đây là review Shang-Chi huyền thoại về 10 chiếc dòng Ximen. Khi mà mình nghe dân Mỹ họ khen phim này nức trời, còn nói là một trong những phim Marvel hay nhất, mình hơi nghi nghi là phim nó sẽ bình thường, không có gì đặc biệt hết, như kiểu Crazy Rich Asian á. Trong phim Mỹ thì mà làm full về những cái yếu tố Á Đông này thì dĩ nhiên là tụi Mỹ nó sẽ rất là thích. Nhưng mà mình coi xong mình cảm giác bộ phim này nó bị hơi nhạt nhẽo và nó hơi sến đờ u đu nặng á. Phần võ thuật mình nghĩ sẽ làm rất là lạ, rất là ok, mà thực sự xem thì nó cũng bình thường thôi, kiểu kết hợp Á Âu. Thậm chí như cái kiểu võ thuật 20 năm trước mình coi The Matrix thì cũng đã có rồi, nên cũng không có gì đặc biệt lắm. CGI của phim target vào thị trường Trung Quốc nên nó cũng màu mè, có vẻ như là Disney chưa có học được những cái gì đã xảy ra với bộ phim Mulan Thang, phiên bản của Lưu Diệc Phi mặc siêu đơ đóng. Dù có phim này có chiếu ở Trung Quốc thì nó cũng sẽ flop banh càng thôi. Tại vì bây giờ Trung Quốc cái kiểu người hùng họ thích á, không phải là kiểu này nữa, mà là kiểu mấy anh lính ngồi ăn khoai tây sống xong rồi làm la làng lên để mà biểu thị sức mạnh. Giống như cái phim mà nổi nhất năm nay của Trung Quốc á, mà doanh thu cao nhất thế giới là phim Trận Chiến Hồ Trường Tân á. Đó, chứ CGI mà màu mè kiểu này thì Trung Quốc nó không thích nữa đâu. Thậm chí là bây giờ Trung Quốc mình chơi game Genshin Impact á, thì nó cũng đã mắc hơn rồi. Kịch bản na ná mấy phim siêu anh hùng của Marvel cũng là drama gia đình, không drama anh em, thì phim này drama cha con thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Về diễn viên thì Simu Liu thì thật, mình xem Kim Kình Vi Nhân mình cực kỳ thích Simu Liu luôn, rất là cute, rất là dễ thương. Mà Simu Liu bưng cái hình tượng nó qua cái nhân vật Shang-Chi thì mặt Simu nhiều cảnh rất là đơ luôn, không biết là đó là do đạo diễn hay là tại Simu. Tại thực sự là mình xem Kim Kình Vi Nhân mình rất thích, đặc biệt là nhà sản xuất rất là thích show body của các anh nam chính. Thì như một truyền thống và tiền lệ thì Simu cũng có hai cảnh show body, trận đánh ở trên võ đài. Tự nhiên ông Wong trong Doctor Strange á, ổng đánh với là Abomination á, thì ổng mặc đồ, còn Shang-Chi lên cái bát cởi đồ, vậy giống như body shaming ông Wong khen Shang-Chi. Rồi phim này thì mình thích Trần Pháp Lai, sư Trần Pháp Lai đóng mà sức mạnh tình thân nè, rồi cung nữ Ngân Bình trong Công Chúa Giá Đáo nè, bây giờ đóng phim này cũng rất khá là ấn tượng, mặc dù là vai khá là ít. Rồi vai của Dương Tử Quỳnh, thật vai này thật sự mình thấy ai đóng cũng được, nhưng mà chắc là vì target thị trường Trung Quốc nên mời Dương Tử Quỳnh đóng. Bác Nguyên Hoa đóng phim lại, thì nếu mà các bạn không biết Nguyên Hoa thì chúng ta phải quay lại chúng ta xem Đắc Kỷ Chủ Vương của TVB, và bác đóng vai Lý Tịnh nha. Bác già rồi nhưng mà nhìn thấy bác đóng phim lại mình rất là vui. Cuối cùng đó chính là anh Lương Triệu Vĩ, cần cả bộ phim này luôn. Về diễn xuất thật ra đây là một cái vai rất là khó, vai này đòi hỏi mỗi lần xuất hiện là một kiểu cảm xúc khác nhau, lúc thì là người đứng đầu hội thập luân độc ác, lúc thì là một người chồng, lúc thì là một người cha, rất là nhiều cái kiểu cảm xúc khác nhau. Nhưng mà anh Lương Triệu Vĩ anh xử lý rất là tốt luôn. Tiếp đó thì mình nghĩ là cái bộ phim này nó không được chiếu ở Trung Quốc, một phần là vì phát ngôn của Simu Liu trước đó, một phần thì thật sự mà nói nha, mình chỉ feeling thôi, bộ phim này nó miêu tả hội thập luân giống như là Trung Quốc vậy đó, thì mô tả thế nào thì mọi người coi phim ha. Tạm kết thì mình xem Shang-Chi vì phần hình ảnh đẹp nè, vì Simu Liu đẹp trai nè, vì Mê Lương Triều Vĩ nè, và một phần rất đặc biệt nha là phần nhạc phim rất là hay. Mình nghĩ là một trong những phim Marvel có phần nhạc phim hay nhất, và phần nhạc phim dành cho ADA Rising, một cái group làm nhạc cho những nghệ sĩ trẻ gốc Á rất là nổi tiếng và làm nhạc cho toàn phim này luôn. Có thể kể đến những người góp giọng cho những ca khúc trong Shang-Chi là mình có Rich Ryan nè, Nicky nè, và cả Warren Hue. Thì nếu mà mọi người thích những cái bạn này thì mọi người nên xem bộ phim này nha, vì nhạc làm vô rất là thích luôn. Chung lại là phim này thì nên xem ở rạp, và chỉ nên xem ở rạp thôi, còn ở nhà thì xem cho biết thì được. Và phim có hai cái after credit đều có liên quan đến những phim và những series tiếp theo của nhà Marvel. Hết review rồi, thì khi mà rạp lại mở lại thì Phúc sẽ review phim thường xuyên hơn. Thì mọi người thích thì hãy follow Phúc nha, để mà Phúc có thêm động lực làm thêm nhiều review cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye.